ติบัวครังสรณังกายฉามิตติยามิธรรมังสรณังกายฉามิตติยามิสังฆังสรณังกายฉามิใจ
ยสีปังกวินาโยจะสุเสกิโตสุปาสิตาจยาวาระเอปังลังกาโมตังกาตาปิสุมาตานังปุรดาราตสังกาโมนะกุลากะกัมมันตาเอตัมมังกาโมตัมมังดาในจะพรหมจริยาจัญญาตกาในจะสังกาโมนวาชาเมกัมมาโสวัจจะตาสมณะไนจะตาสมณะริตาธรรมะชาเจริตามังกลมุตตมังสโพจกรรมจริยังจริยสัจจะตาสมังนิปัสสัจจิริยะเตมังนะโมตัมมะปุถุสโลกกัมเมหิเจตังยาสนะกัมปติอโลกังวิรจังเกมังเอตัมมังกลมุตตมังเอตาดิสานิกาตวานะกัปปะมะระนิกะสัพพะตุทิงกะจันติตังเตสัมมังกลมุตตมังมีหันโกยื้อไปโดยเงี้ยมองตายใจต้องเดินตายกี่เดียนเป็นสาบัวเกลืองยาคำโกดองเดินหันสาเฟกี่เดียนเดินมาต้องมองมีใจยุ่งสังโกทั้งดาววางเยี่ยวเยี่ยวสังกว่ากี่เดียนเดินเลยตักเดินดันเดินNam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thăm Má trên Mao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối.
Hilton từ 7:30 đến 9:30 sáng, New York từ 8:30 đến 10:30 sáng, Cali từ 5:30 đến 7:30 sáng, Paris từ 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 2 năm 2020, Phật lịch 2563, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 52, Kinh Attakka Nagara Sutta. Từ câu từ 584 đến 589 sẽ do Thượng Tọa Tệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chân. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú này, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha. Dạ, con thành kính đảnh lễ Ngài Tề Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 52, Kinh Attanagara Sutta. Từ câu 184 đến câu 189 sẽ được Ngài Tề Siêu thuyết giảng. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ sư có nghe được âm thanh của con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Chúng tôi sợ quý vị có nghe chúng tôi được không vậy?
Dạ vâng. Nam mô Bụt Thầy dạ. Kính đại lễ Thượng tọa Thượng Siêu, đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một cách rất là tình cờ, bài kinh hôm nay có một chi tiết rất là thú vị là liên quan đến con số. Thứ nhất là có một vị gia chủ tên là Dasama. Dasama, chúng ta có thể tạo gọi trong tiếng Việt là ông Mười. Ông Mười thì theo ngày Bút Thác Khô Sát thì đây là cái thứ tự ở trong gia tộc. Ông đứng hàng thứ 10 thì gọi là ông 10. Và ông đến từ cái thành một cái thị trấn là thị trấn Trấn Tám. Atakat Nagara. Ông 10 đến thị trấn Tám. Nhưng mà thật sự là ở trong bản tiếng Việt thì là kinh Bát Thành. Cái thị trấn này, thị trấn Bát Thành, chúng tôi nghĩ rằng Đệ Nguyên là tốt hơn. Đệ Nguyên khỏi dịch là tốt hơn. Chúng tôi có giải thích lý do tại sao ông Mười đến từ thị trấn Tám và hỏi Pháp Mục Chi. Mục Chi tại vì ông có câu hỏi rất là đặc biệt là Pháp của Đức Phật có nhiều, nhưng mà rồi có Pháp nào mà chỉ là Pháp duy nhất mà dẫn đến giác ngộ giải thoát? Thì trong giờ Anand đó lại cho một câu trả lời rất là thú vị. Ngài đến 11 cái 11 cái trường hợp, một vị tu tập các thiền chứng sắc giới vô sắc giới mà đoạn tận được phiền não. Nhưng mà một pháp mà Ngài đề cập ở tại đây đó là cái nhận thức về tính vô thường. Bởi vì dù là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay là không vô biên, thức vô biên vân vân, tất cả đều là do duyên mà tạo, và tạo nên bởi cái tư niệm, do tư niệm tác thành, tức là do nghiệp mà tạo. Và một hành giả phải thấy rằng cái gì do duyên, do tư niệm tác thành đó thì cái đó sẽ bị vô thường, thành ra phải có đủ khả năng để buông bỏ cái gì mà mình thành tựu. Câu hỏi rất là thú vị và câu trả lời rất là thú vị. Mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh và sau đó thì chúng ta sẽ cùng chỉnh Thượng tọa Thượng Siêu giảng dạy ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, đạo tràng nghe được âm thanh Nhật Quỳnh, cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt rất là nhiều. Dạ, con xin được đọc phần chánh kinh ạ. Hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 2 năm 2020, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 52, Kinh Attha Nagara, xuất phát từ câu 584 đến 589 sẽ được Ngài Tệ Siêu thuyết giảng. 584. Tại sao gọi Kinh Attha Nagara? Tên bài kinh được đặt theo địa danh Attaka Nagara, nơi Đức Thế Tôn thuyết pháp thoại này. Bản dịch tiếng Việt có tựa đề là Kinh Bát Thành là một cố gắng dịch danh từ riêng của địa danh. Attaka là 8, Nagara là thành phố, hai từ cộng lại dịch là Bát Thành. Mặc dù cách dịch danh từ riêng này đã có từ xưa như xuất thô đá ná là tịnh phạn, raga là phương xá, nhưng ở đây xin đề nghị giữ nguyên tên Attaka Nagara
Vì hai lý do. Trước nhất, khi nói kinh Bát Thành có thể dễ bị hiểu sai là kinh nói về tám thành tựu gì đó, vân vân. Thứ nữa là thường danh từ riêng không nên dịch, thí dụ thành phố Rio de Janeiro không nên dịch thành phố con sông Thán. Còn không nên dịch là thành phố con sông Thán Giêng. Atacanagara, một thị trấn gần Bát Đá, hiện nay không còn biết đích xác thuộc địa phương nào. 585, đại ý kinh Atacanagara là gì? Gia chủ Dasama đến diện kiến tôn giả Ananda với một câu hỏi thú vị. Có chăng pháp độc nhất Ekathammo được Thế Tôn giảng dạy để một tỳ kheo nhất tâm cầu giải thoát, lấy đó làm phương châm tu tập? Câu trả lời của tôn giả Ananda cũng đặc biệt thú vị, vừa trực tiếp thu gọn vào một điểm vừa quảng để không cục bộ nhưng không xa với câu hỏi. 586, tôn giả Ananda và gia chủ Dasama là những nhân vật thế nào? Tôn giả Ananda là thị giả của Đức Thế Tôn, xuất thân là một hoàng tử dòng Thích Ca, lại cùng tuổi với Đức Phật. Nhưng vị này luôn thể hiện sự tận tụy của một học trò tràn đầy thương kính với bậc đạo sư. Một người có trí nhớ siêu phàm, chính tôn giả là người trực tiếp lãnh trách nhiệm trùng tuyên và kết tập phần lớn tam tạng giáo điển. Gia chủ Dasama là một cự phú đến từ Atacanagara. Vì này sau khi hỏi pháp và được giảng dạy từ tôn giả Ananda đã thể hiện lòng tri ân với phước sự to lớn bằng cách cung thực phẩm và y ca sa cho tất cả tỳ kheo trong hai thành phố Vesali và Baliputta. Dạ, con sai rồi, con xin đọc lại. Baliputta. 587, gia chủ Dasama đã hỏi câu gì? Giữa biển học mênh mông của giáo pháp, vì gia chủ này muốn biết một pháp độc nhất có hiệu năng giải thoát cho người chỉ tâm thực hành. Pháp độc nhất ở đây mang hai ý nghĩa. A. Chỉ cần pháp này, không cần pháp nào khác. B. Dù cho tu cách nào cũng không thể thiếu pháp này. Bạch tôn giả Ananda, có pháp độc nhất gì do Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc A La chánh đẳng giác tuyên bố? Nếu có tỳ kheo nào không phóng vật, nhiệt tâm, tinh cần sống hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, hay các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, hai pháp an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt. 588, câu trả lời của tôn giả Ananda là gì? Bản thân của tôn giả Ananda là một bậc đa văn, ngài không thể trả lời cục bộ phiến diện mà cũng không thể không tìm ra được pháp độc nhất trong nhiều pháp môn được Đức Thế Tôn giảng dạy. Ngài khéo léo nêu lên 11 cách cửa giải thoát. Dạ, con xin đọc lại câu này. Ngài khéo léo nêu lên 11 cánh cửa giải thoát, 4 thiền, 4 phạm trú và 3 thiền chứng vô sắc, không vô biên giới, thức vô biên giới, vô sở, hữu xứ, được dùng làm cơ sở để thắp sáng tuệ giác, đạt đến quả vị vô lậu giải thoát
Tất cả 11 sở chứng đó đều có chung một mẫu số là nhận thức, bản chất, kết cấu do duyên, do tư niệm tạo thành, vì thế bị vô thường biến hoại. Hiểu và thấy như vậy, vị ấy có khả năng buông bỏ những gì đã chứng đắc, không bị sở chứng cột trói. Nhận thức đó là pháp độc nhất Ekathammo. Theo sớ giải thì thiền chứng vô sắc, phi tượng, phi tượng xứ không được kể vì quả vi tế cho tệ quán. Cũng nên lưu ý là bản dịch tiếng Việt chuyển ngữ cụm từ Apisan Khatang Apisan Chê Tajitan là pháp hữu vi do si tư tác thành, nên dịch là do duyên cấu tạo, do tư niệm tác thành. Tư niệm ở đây chỉ cho thuộc tánh tư chê tánh á, là tư niệm hay nói cách khác là nghiệp, chứ không phải si tư thường dùng để dịch chữ ý cách khác, suy tầm hay sanh cấp bá tư duy. Ở đây này gia chủ, tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vị ấy suy tư và được biết sơ thiền này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vững trú ở đây đoạn trừ được các lậu hoặc, và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn bậc tri giả kiến giả, bậc A La Hán chánh đẳng giác tuyên bố. Nên tỷ kheo nào không phóng vật, nhiệt tâm tinh cần sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thường an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Lại nữa, này giá chủ, vị tỷ kheo diệt tầm và tứ chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vị ấy suy nghĩ, suy tư và được biết thiền thứ hai này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vững trú ở đây đoạn trừ được các lậu hoặc, vân vân. Lại nữa, này giá chủ, tỳ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà bậc thánh gọi là xả niệm trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Vị ấy suy tư và được biết thiền thứ ba này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vững trú ở đây đoạn trừ được các lậu hoặc. Lại nữa, này gia chủ, tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy suy tư và được biết thiền thứ tư này là pháp hữu vi tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vững trú ở đây đoạn trừ được các lậu hoặc,
vân vân. Lại nữa, này gia chủ, tỷ kheo ăn trú biến mạng, một phương giới tâm câu hữu với từ. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mạng với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Vị ấy suy tư và được biết, từ tám giải thoát này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường. Chịu sự đoạn diệt, vị ấy do vững trú ở đây đoạn trừ được các lậu hoặc, vân vân. Lại nữa, này giác chủ, tỷ kheo an trú biến mạng một phương tâm câu hữu đi, vân vân, với tâm câu hữu với hỷ, vân, với tâm hữu với xả. Cũng vậy, phương thứ hai cũng vậy, phương thứ ba cũng vậy, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mạng với tâm câu hữu với xả. Quảng đại vô biên hoặc không sân, vị ấy suy tư và được biết, xả tâm giải thoát này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, phàm sự việc gì là pháp hữu vi, do suy tư tại sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt, vị ấy vững trú ở đây đoạn trừ được các lậu hoặc, vân vân. Lại nữa, này giá chủ, tỷ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng. Tỷ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Vị này suy tư và được biết, không vô biên xứ là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành vô thường. Chịu sự đoạn diệt, vị ấy vững trú ở đây đoạn trừ được các lậu hoặc, vân vân. Lại nữa, này giá chủ, tỷ kheo vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Vị này suy tư và được biết, thức vô biên xứ định này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt, vị ấy vững trú ở đây đoạn trừ được các lậu hoặc, vân vân. Lại nữa, này giá chủ, tỷ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Vị này suy tư và được biết, vô sở hữu xứ định này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt, vị ấy vững trú ở đây đoạn trừ được các lậu hoặc, vân vân. 589. Sau khi nghe câu trả lời của tôn giả Ananda, gia chủ Dasama có thái độ thế nào? Vị này vô cùng hoan hỷ, thỏa mãn với câu nói: bạch tôn giả Ananda, như người tìm một kho tàng cất giấu, trong một lúc tìm được 11 kho tàng cất giấu. Cũng vậy, bạch tôn giả, con đi tìm một pháp môn bất tử mà được nghe một lần 11 pháp môn bất tử. Bạch tôn giả, như ngôi nhà người ta có đến 11 cửa, khi ngôi nhà bị cháy thì chỉ do một cửa người ta cũng có thể thoát ra một cách an toàn. Cũng vậy, Thế Tôn, dạ con sai rồi,
Cũng vậy, bạch tôn giả, chỉ với một cửa bất tử trong 11 cửa bất tử này, con có thể đạt được sự an toàn cho con. Bạch tôn giả, đệ tử các ngoại đạo này sẽ tìm cầu tiền cho, tiền của cúng dường cho vị thầy của mình. Sao con lại không cúng dường cho tôn giả Ananda và cúng dường trọng thể đến tăng chúng của cả hai thành phố? Rồi gia chủ Dasama, người ở thành Attaka, cho mời họp tỷ kheo tăng ở Pataliputta và Vesali, tự tay mời ăn và làm cho thỏa mãn với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, tặng cho mỗi vị tỷ kheo mỗi vị một cặp y, tặng cho tôn giả Ananda ba y, và xây dựng một tăng xá trị giá 500 đồng tiền vàng. Hai có 500 tăng phòng cho tôn giả Ananda. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, bản kinh kinh đến đây là chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỷ Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, con thấy nít của ngài còn ở trong room. Con không biết ngài có nghe được âm thanh của con không, bạch ngài. Ngài cho con xin một tín hiệu ạ. Dạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Bình không? Cho Nhật Bình xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt, cảm ơn Châu Phan, cảm ơn Sức Trần Đạo. Cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài. Dạ, sa thú con kính dâng mít đến ngài ạ. Kinh lễ sau ô xin hỏi của Nhật Quỳnh, sao phải cầm, sao phải mời cầm mic lại à? Bây giờ quý vị có nghe rõ chưa? Có nghe lại được chưa?
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh số 52, Athaka Nagara Sutta. Ở cái bài kinh này nó có một vài vấn đề về nhân danh và địa danh, chúng ta hơi lấn cấn một chút xíu. Thực ra bài kinh này, bài pháp này được tôn giả Ananda thuyết ở tại thành Pataliputta. Mà vì ai mà tôn giả Ananda đã thuyết đến pháp thoại này? Đó chính là gia chủ Dasaka Dasama. Gia chủ Dasama này không phải là người ở tại Pataliputta mà ở tại Athaka Nagara. Một cái thành phố tên là Athaka, có lẽ là thành phố này nó có cái đặc điểm gì, thí dụ như là nó có 8 cửa, tám cái ngõ môn, cho nên mới đặt là Athaka Nagara, tức là cái thành phố 8 cửa. Và cái chữ Nagara là thành phố, nhưng mà người dân mà sống ở thành phố thì gọi là Nagara. Cho nên chữ Nagara, chữ Na là trường âm, được trong chú giải nói rằng chữ Athaka Nagaro, Nagaro có nghĩa là Athaka Nagara Wasi, tức là cái người sống ở thành Athaka. Cho nên ở đây, nếu mà dịch là bát thành kinh thì không đúng, như trong cái bài viết tóm được mà thượng tọa Đẳng vừa nêu đó, thì nếu mà để bát thành kinh
Thì một là người ta nghĩ rằng là bài kinh này có giải về tám cái sự thành tựu gì gì đó, cho nên gọi là bất thành. Hai là người ta sẽ hiểu lầm cái bài kinh này được thuyết ở tại thành Bắc Bộ, Bắc Bộ Ataka. Cái này không phải là thuyết ở thành Bắc Bộ, mà là vì thị dân ở Bắc Bộ, cái chữ Ataka Nagara dịch là thị dân Bắc Bộ. Thị dân tức là cái người dân sống ở thành thị Nagarawasi, Nagarawasi, thành Nagara, Nagaro, Ataka Nagaro. Cho nên cái bài kinh này là cái bài kinh người đến từ từ Ataka, là chỉ người đó là chỉ cho gia chủ Dasamat. Còn bài kinh thì thật sự là được thuyết ở tại Pataliputta. Ở tại Hoa Thị Thành do tôn giả Ananda. Bởi vì gia chủ Dasaka, Dasma, gia chủ Dasma từ ở Ataka đi đến Pataliputta có một vài công việc cần thiết, có một vài công việc cần, và sẵn dịp đó đã đi đến viếng thăm tôn giả Ananda và bạch hỏi một câu, và tôn giả Ananda đã thuyết, đã trả lời cho gia chủ Dasamata nghe cái câu hỏi đó. Ở đây trong cái bài kinh này đặc biệt chỉ có một pháp thôi, chỉ có một pháp tu tập để đoạn trừ phiền não, nhưng bộ pháp này được tôn giả Ananda ngài nói một pháp tu tập đó tu tập theo 11 cái khía cạnh. Và gia chủ Dasma cũng là một người có nhiều trí tuệ, khi mà ông ta chỉ hỏi Ekatambo, hỏi một pháp, mà được nghe trình bày về 11 khía cạnh, thì gia chủ này cũng tán thán tôn giả Ananda. Cái lời tán thán đó thật là thú vị.
ví như một người chỉ hỏi một hầm chó mà được chỉ ra tới 11 hầm châu báu. Cho nên chúng ta đã quan hỷ để cúng dường. Người ta nói rằng những người ngoại đạo họ tìm kiếm tiền bạc để họ cúng dường cho vị thầy của mình, thì tại sao con không cúng dường cho tôn giả Ananda được? Cho nên ông ta đã làm một cái cuộc đại thí cúng dường đến tất cả chư tỳ kheo ở trong thành Pataliputta. Mỗi vị hai y, nhưng mà riêng về tôn giả Ananda là ba y. Cái trường hợp này các Phật tử chúng ta cũng nên biết rằng là thường thì nếu mà một bộ y mà có y nội, y bài trái Uttarasangam và Antaravasakam, y nội y về trái, y về trái tức là Uttarasangam là y đắp ở trên mình ở phía trên như là cái áo, còn y nội Antaravasakam tức là để vận mặc ở phần thân dưới. Nếu mà một bộ y thường nữa thì nó chỉ có hai y thôi, còn một bộ y đặc biệt đó, thì nó phải là thi chi vô rác, tức là bộ tam y, trong đó vừa có nó có cả y sanghati tức là y tăng và lê, uttarasanggam antaravasakam, y tăng và lê, y quốc đà la tăng, y an đà hội, có cả ba y đó, cho nên gọi là bộ đại y. Cho nên khi mà chúng ta đọc, chúng ta đừng có nghĩ rằng là tặng mỗi vị một cặp y rồi chúng ta nghĩ rằng là tới hai bộ y, rồi tặng dân cho tôn giả Ananda ba y, nghĩ rằng ba bộ y không phải vậy, mà dâng cho các cúng dường vì tỳ kheo thông thường là cái bộ nhị y, còn cúng dường cho tôn giả Ananda là cái vị giáo thọ đã giảng pháp cho ông ta, ông gia chủ đó nghe đó, cho ông ta nghe, ông ta hoan hỷ, ông ta cúng dường cho ngài một, đặc biệt là một cái bộ tam y. Bộ nhị y là y giới trái y tăng lê, y giới trái y nội, còn bộ tam y là y giới trái y nội y tăng lê. Chúng ta phải hiểu cái chữ đó. Rồi lại thêm cái nữa là, và xây dựng, ở trong bản dịch nói là xây dựng một tăng xá trị giá 500 đồng tiền vàng. Thật ra đó thì thú vị, ở cái chỗ này đó, chúng ta cần phải hiểu
Yes, matoja anandas anandas panca seta viharang karabe siti. Ở chỗ này có chú thích ở trong cái bản dịch trong một đơn có 500 căn phòng thì nó càng đi hơi quá xa nữa, càng đi hơi quá xa. Vì cái chữ Panchasattaviharam đó, chữ Viharam mà được đặt ở phía sau cái chữ Panchasatta, thì mà chữ Viharam là xài số ít. Do đó cho nên ở chỗ này trong chú giải giải thích đó, là Panchasattakhanikam panna salam, karisiti atho, lừa cho kiến tạo một cái một cái hội trường. Đúng ra chữ panna, panna là lá, panna sala, panna sala tức là tỉnh thất lá, cái này phải dịch là tỉnh thất lá. Nhưng mà cái tỉnh thất lá này ác giá đi căng tức là trị giá ở Panchasatta, trị giá 500 đồng tiền vàng cái Hapana. Đúng là trị giá 500 đồng chứ không phải là cất một cái tăng xá mà có 500 tăng phòng, đâu có cất gì dữ quý vị. Cất riêng cho ngài một cái đi, một cái trú phòng, hay chữ sala đó, chữ sala thì dịch là cái chúng ta gọi là cái trú xá cũng được, xài cái chữ trú xá cũng được. Chữ sala nó lớn hơn cái safa, safa chỉ là một phòng thôi. Và chữ sala đó đó, ở trong một cái chùa Arama thì nó có nhiều cái sala, chẳng hạn như Dana sala, Phataka sala, Ogaha sala. Ở trong chùa có nhiều cái sala, sala là cái lớn, thí dụ cái sala để cho Phật tử đi đến nghe pháp gọi là Thamma sala. Mà ở các chùa Khmer người ta gọi là salarin, tức là cái giảng đường. Còn Dana sala là salatin, salatin tức là Dana, Dana là tiên á, tức là cái giảng đường để tụ họp lại mà bố thí cúng dường. Ở dưới các cái chùa ở bên Thái hay là ở dưới ở Campuchia chẳng hạn, người ta không có cúng dường vật thực hay được cái gì mà bài điện ở trên chánh điện, dưới cái sala người ta làm phước ở dưới, ở dưới sala đó thôi, cho nên gọi là Dana sala.
Còn cái giấy phòng phòng ở tập thể đó thì cũng gọi là sala, phòng ở tập thể. Như mình qua miếng mình thấy là chư tăng các vị xây di đông quá cho nên ở không có mỗi vị mỗi phòng, mỗi sofa được. Cất như vậy thì nó nhiều lắm. Trong một cái sala như vậy thì có khoảng chừng dài một cái sala vậy cỡ chừng 100-200 vị sa di. Rồi cái sala khác mỗi cái sala vậy ở trên ngũ tập thể thì như vậy, cái đó gọi sala. Và cái sala mà ông gia chủ Dasmat cúng dường cho ngài Ananda, cái sala đó là một cái tịnh xá mà trị giá 500 đồng tiền vàng. Chắc có lẽ là cái vật liệu xây dựng nó cao cấp cho nên tốn kém lắm thưa quý vị. Hoặc là có những cái hoa văn họa tiết rất là ngoạn mục, cầu kỳ, đẹp, cho nên cần phải điều công thợ, chi phí cho những thợ họ làm cái hoa văn họa tiết đó. Nói chung lượng gia chủ Dasmat này cũng rất là quan hỷ để cúng dường. Cái đó là chúng ta hôm nay chúng tôi phá lệ một cái là chúng tôi trình bày về nhân danh địa danh, cũng như là trình bày cái phần kết luận kết thúc của cái bài kinh. Hậu hỷ như vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ trở lại với cái phần chính là nội dung của bài kinh. Ở nội dung của bài kinh này thì khi mà gia chủ Dasmat đến hỏi tôn giả Ananda Achinukho Hante Ananda Ekamu Akhato Tena Phakvata Chanata Pasta Arahata Sama Samputina. Bạch ngài Ananda, có một pháp, có một pháp gì hay là có một pháp chi chăng được Đức Thế Tôn một kiến giả, trí giả, A La Hán chánh đẳng giác thuyết giảng? Thì thưa quý vị, cái ý ông gia chủ này ông thượng hỏi ngài là pháp mà Đức Thế Tôn ngài thuyết đó có thể nào tượng trung lại chỉ là một pháp thôi, chỉ là một pháp thôi, và với pháp đó thì một vị thì kheo việc tâm tinh cần tu tập theo sẽ chứng được cái sự giải thoát
đoạn trừ được các lục đạo, đạt được cái pháp vô thượng an ổn khỏi các ách khổ ách. Thì tôn giả Năng Đang ngài mình nói có một pháp thực ra thì ở đây chữ ekathamo ở chỗ này nếu mà mình dịch là có cái pháp độc nhất, cứ trên từ trên phân tử thì dịch không có sai, độc nhất cũng là một. Nhưng mà khi nói có một pháp độc nhất là đã đóng khung lại, đã đóng khung lại chỉ có pháp đó, không có pháp nào khác. Cho nên ở mình chỉ là đủ khi mà chứng đạt. Thì cứ thiền thành tựu được bốn phẩm trú, tức là từ bi hỷ xả, tức là tám, cộng thêm ba cái thiền vô sắc là không vô bi xứ, thứ vô bi xứ, vô sự xứ, bốn cộng bốn cộng ba thành ra 11. Với 11 cái cái thành quả đó, nhưng mà vị tỳ kheo chỉ tu tập một pháp, chỉ tu tập một pháp là có thể đạt được cái sự giải thoát với 11 cái cảnh đó. Tức là 11 khía cạnh đó, nhưng mà nó có một cái chung mẫu số, có chung một mẫu số. Và về điểm này đó, thông thường nói trên phương diện cái sự, nói cái lý thì 11 như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi từ tâm giải thoát, bi tâm giải thoát, hỷ tâm giải thoát, xả tâm giải thoát, hay là không vô bi xứ thiền, thức vô bi xứ thiền, vô sự xứ thiền, mười một cái đó không đưa đến giải thoát, không đưa đến giải thoát. Bởi vì bốn thiền đó nó thuộc về sắc giới, thì sắc giới đưa đến định Appana Samadhi, và bốn vô lượng tâm này có chứng đạt thiền đi chăng nữa
thì cứu cánh vẫn là cảnh giới phạm thiên, là tối cao, chứ không có đưa đến đạo quả. Không vô vi xứ, thứ vô vi xứ, vô sở xứ cũng vậy. Thế nhưng Ngài Ananda đã khéo chỉ điểm cho chúng ta một khía cạnh, là nếu khéo tu tập một pháp thì sẽ đưa đến sự giải thoát, đưa đến sự đoạn trừ lụ hoặc và chứng đạt niết bàn, là vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách. Một pháp đó là gì? Tức là cho dù chứng sơ thiền ở trạng thái hỷ lạc, do ly dục ly bất thiện phát sanh, có tầm có tướng, nhưng mà vị tỳ kheo khi chứng đạt được như vậy đó, vị đó phải suy quán cho thấy rằng sơ thiền này vẫn là pháp hữu vi, pháp bị tạo tác, bị chấp thủ. Quán thấy cái sự vô thường biến hoại, nghĩa là một pháp độc nhất ở đây, một pháp duy nhất ở đây đó, chỉ một pháp ở đây đó là quán vô thường, đủ rồi. Thì chứng đạt sơ thiền, nếu là vị đó chấp thủ thiền chứng thì vị đó sẽ không có đạt đến sự giải thoát được. Như các vị đạo sĩ họ cũng chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng mà vì họ chấp thủ ở đó cho nên không có đạt được cái sự giải thoát. Nhưng với vị tỳ kheo khi mà chứng đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là chứng đạt được từ tâm giải thoát, bi tâm giải thoát, hỷ tâm giải thoát, xả tâm giải thoát, hay là chứng đạt thiền không vô vi xứ, thứ vô vi xứ, vô sở xứ, khi mà thành tựu được thì vị tỳ kheo đó chỉ cần tu tập một pháp thôi, đó là nhìn tất cả những thành tựu này, 11 này, chỉ là pháp hữu vi, vô thường. Chịu sự đoạn diệt và bị ấy vững trú ở đây thì sẽ đoạn trừ được các lậu hoặc để chứng ảnh. Nếu các lậu hoặc chưa hoàn toàn đoạn trừ và còn một ít lậu hoặc còn sót lại thì vị đó đắc A Na Hàm, đoạn năm hạ phần ký sử, được quá sanh về cái cõi tịnh cư phạm thiên sắc giới tịnh cư, và niết bàn chính tại đó, không có trở lui lại. Thì điều này tôn giả nhấn mạnh rằng như vậy là một pháp do Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả và A La Hán chánh đẳng giác tuyên bố. Thì qua đó chúng ta thấy rằng là trên phương diện nói về sự thì đương nhiên là tu chứng thiền vô sắc, thì sắc giới, hay là trú ở trong bốn vô lượng tâm từ nguyên hy xã, thì cái này nó chỉ đưa đến lợi ích là đạt được an chỉ định và cứu cánh sau khi mệnh trung sẽ là
cái cõi Phạm Thiên, chứ không có đưa đến đầu quả. Đó nói theo sự. Nhưng mà về cái lý chứ, thì vẫn là giải thoát được nếu như vị đó khéo tác ý, khéo suy tư tất cả cái này là vô thường, thì vị chứng đời. Nó có hai trường hợp như thế này. Thí dụ như một người Phật tử đi chùa cúng dường trai tăng làm phước bố thí, khi mà bỏ tiền ra nấu một bữa ăn để cúng dường đến chư tăng, hay là dân cúng đến chư tăng những bổ y chẳng hạn, thì hễ cúng dường về tứ sự vật chất, nhu cầu vật chất đó, thì sẽ thành tựu được phước vật, tức là phước vật chất. Tuy nhiên nếu như thí chủ có cái trí tuệ đi thu chú cà ta quân cho cà riêu thú, tức là có cái tri kiến chừng chính, lúc đó thí chủ tác ý sự bố thí này là để gột sạch cấu quế bổn sẻn. Sự bố thí này là để đưa đến cái sự tẩy trừ những cái phiền não và đạt đến cái sự giải thoát trong tương lai, vân vân. Hay là người này suy nghĩ cái sự bố thí này là một thiện pháp, nó sẽ thành tựu quả dị thục là tốt đẹp. Với cái trí suy tư trong lúc bố thí như vậy thì cái cuộc bố thí đó của thí chủ vẫn thành tựu được cái phước trí như thường, chứ không phải chỉ có phước Phật không. Cho nên trong mỗi lần làm phước đó, người Phật tử chúng ta khéo suy tư bằng cái trí tuệ đi kèm với cái việc xả tài, nhất là bổn sẻn, thì nó sẽ thành tựu được phước Phật, phước trí. Và trong lúc mà cúng dường đến chư tăng có cái tâm cung kính bằng cái lòng tịnh tọa pháp tăng đi kèm với cái hạnh xả tài, vậy nó thành tựu được phước và Phật, phước vật và phước trí, phước đức. Nội cái phòng chúng ta cũng thấy, chứ không phải là nói thông thường thì chúng ta nói ở bố thí thì tạo phước vật, giữ giới thì tạo phước đức, tu thiền tạo phước trí, thì chúng ta nói theo cái sự là như vậy. Nhưng mà về cái lý thưa quý vị, tùy theo tác ý của chúng ta, lúc mà chúng ta bố thí như thế nào, có tác ý như thế nào, suy nghĩ như thế nào, thì nó sẽ thành tựu ba loại phước. Trong chú giải Puñatariya Hoa Thú đã giải thích được đó. Cũng vậy, một cái thí dụ khác, thí dụ như khi mà hành thiền, chúng ta hành thiền tứ niệm xứ chẳng hạn, thì lúc đó vị hành giả khi sanh khởi có tham, biết rõ tâm có tham, tâm sanh khởi có sân, biết rõ tâm có sân, tâm sanh khởi có si, biết rõ tâm có si, vân vân. Nếu mà tâm quá niệm xứ mà ngồi chánh niệm chỉ ghi nhận như vậy, làm sao chứng đạo quả được, quý vị sẽ hỏi như vậy. Nhưng không, thưa quý vị, tại vì chúng ta không có nghĩ tới một điều là chánh niệm để cho biết
cái đó là đang sanh mới ghi nhận cái pháp thiện hay cái tâm thiện hay tâm bất thiện đó, cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, đó nó sanh khởi. Cái này là vô thường, cái này vì quy nó ác, bởi nên nó bị cái tư tưởng hoặc nó nhất để mà đi vào trong tuệ quán giải thoát của thôi. Cho nên ở cái bài kinh này, nếu mà chúng ta chỉ đọc phước qua, đọc thoáng qua, đọc cho có đọc, đọc hết bài thôi đó, là chúng ta sẽ không tìm thấy một cái điều rất đặc biệt ở đây mà Tôn giả Năng Đa một cái bậc đại đệ tử đa văn của Đức Phật đã thuyết điều đó rất là rõ ràng. Nếu mà sau này có ai mà họ cho rằng hành thiện chỉ vẫn đắc được đạo quả, chúng ta sẽ hỏi hành thiện chỉ samatha, đắc thiện sắc giới thì vô sắc giới, làm sao mà đắc đạo quả? Anh hỏi họ, nếu họ có đọc bài kinh này họ sẽ biết cách trả lời. Và nếu như có người họ chỉ học ví dụ pháp sơ qua thôi, họ nói rằng không, thiền chỉ những cái đề mục như là đề mục hoàn tịnh, đề mục bí xứ cái xin đá, hoặc là đề mục phạm trú từ cái hí xã, hay là đề mục vô sắc, những cái đề mục đó nó chỉ là chứng đắc được thiền định chứ không có đắc đạo quả. Chúng ta hỏi như vậy thì ở trong cái bài kinh Attaka Nagara này, Tôn giả Năng Đa đã dạy như thế nào? Thì cả hai người đó khi mà họ nói như vậy, họ được hỏi như vậy thì họ sẽ không có cách trả lời nếu như họ không có đọc kỹ cái bài kinh này. Thì vậy thì chúng ta thấy quá rõ ràng, là dầu cho chúng ta đang ăn trái cây, hay là chúng ta đang ăn một chén cơm, hay là chúng ta đang ăn một củ khoai, nếu mà chúng ta tách rời ba cái món đó đó, ba hoặc là 11 cái món đó, món ăn đó, thì chúng ta sẽ không nhận ra được rằng cái này nó có lợi ích cho cơ thể. Rồi chúng ta ăn cái gì nữa, chúng ta chỉ chung quy lại tất cả những cái này là vật thực để nuôi sống, vật thực để nuôi mạng. Đúng vậy, dầu cho vị tỳ kheo chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sắc giới, hay là thiền không vô biên, thức vô biên, vô sở xứ của tự của vô sắc giới, hay là an trú được trong từ tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm đi nữa, mà vị này có sự khéo tay, cái này là pháp vô vi, bị duyên trật tạo tác, bị chấp thủ mà thành. Cái này nó sẽ bị vô thường biến hoại. Chúng ta chỉ nắm bắt cái yếu lý chỗ đó thôi, nắm bắt cái yếu lý chỗ thôi. Ê cái tham mô lại chỗ này, ê cái tham mô lại chỗ này, thì khi đó
sẽ đạt được cái sự giải thoát đoạn trừ lậu hoặc và chứng đắc được vô thượng an ổn thoát khỏi các quả. Khi mà trình bày như vậy nè, quý vị sẽ hiểu tại sao mà gia chủ Dasama vừa nghe xong cái pháp đó, cái vị gia chủ này đã thốt lên lời tán thán tôn giả Ananda, và ông ta đã thực hiện một cái cuộc đại thí đến tăng già và có lòng kính trọng tôn giả Ananda là như vậy. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng về cái bài kinh số 52 Attaka Nagara Sutta, và tiếp theo sẽ là phần thảo luận Bố Thí Tăng. Hôm nay có Thượng Tọa Pháp Đăng, có Đại Đức Pháp Tính vào room để phụ tiếp cho cái phần thảo luận, rất là quan hỷ. Còn bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Sao thú cái trừng à, thư tòa tuyệt siêu. Để thư tòa nghỉ trong chi lát, xin được hỏi thư tòa Pháp Đăng, thư tòa có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu thư tòa Pháp Đăng nghe thì xin thỉnh thư tòa hoan nghỉ. Cầm mic. Nhiều ngày qua thì không có được nghe tiếng của thư tòa Pháp Đăng, dạ vâng. Và thư tòa Pháp Đăng nghe, nhưng thư tòa đang có mặt ở trước máy và có cầm mic được. Thỉnh thư tòa trả lời cho câu thảo luận số 1. Nhưng mà trước khi thư tòa trả lời thì xin thư tòa có vài lời chia sẻ về tang lễ của siêu trưởng. Thư tòa Pháp Đăng là một người rất là đặc biệt, là thư tòa rất thường lui tới chùa Vũ Đức và thường chăm sóc cho siêu trưởng và đảm nhận nhiều cái vai trò, kể cả việc xây dựng chùa Vũ Đức, và kể như là một người sống lo những cái việc mà sư trưởng muốn làm trong thời gian sư trưởng bị bệnh. Thì sư đoàn có thể quan hệ cho biết một vài cái cảm thương sư đoàn, rồi sau đó sư đoàn trả lời cho câu thảo luận số 1 là phải chăng câu nói là pháp do duyên mà sanh thì cũng do duyên mà diệt là lý, theo trong Phật học. Kính thỉnh sư đoàn Pháp Đăng. Alo. Dạ. Trước khi cầm biết nói thì con cũng biết tại sao mà cái đường truyền ở tại chùa thì nó rất là yếu. Con cũng hiểu tại sao mà cứ kêu vô cửa nhiều lần rồi mà vào thì cũng không có nghe được. Bữa nay thì đang ở dưới Từ Quang, ngồi con lên trên cái chánh điện chùa Từ Quang, nên cái sóng 4G cũng rất là mạnh, nên con cũng vào để tham gia. Thì kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, trong cái câu hỏi của Thượng Tọa đó thì thực sự em nghĩ rằng một cái người có cái duyên ở trong đời mình có duyên để gặp được thầy tổ, hay là có gặp sanh làm cha mẹ của mình hay là anh em, thì con nghĩ đó là một cái duyên. Và con rất là trân quý những cái duyên mà có được cái sự tiến bộ, nhất là khi mà gặp sư trưởng. Thật sự thì gặp sư trưởng đó là một cái duyên
từ ngày Pháp Ân mà con từ ngày Pháp Ân mất và xuống với sư trưởng để mà học. Thật sự thì nếu mà nói về sư trưởng thì con rất là tri ân sư trưởng, là từ cái thời gặp sư trưởng thì cái lòng tin và tập của con tiến bộ, con rất là mừng. Và sau này thì khi lớn rồi, trưởng thành rồi thì được một điều là do cái thời đầu tiên gặp được sư trưởng nên cái tâm tu của mình nó cũng kiên cố hơn. Bây giờ trải qua tuổi 61 tuổi rồi, cũng lớn tuổi rồi, thì cái thời gian mà gặp sư trưởng rồi phục vụ những cái gì mà sư trưởng muốn thì con cũng rất là hoan hỷ. Con nhớ thở mà về chùa Vũ Đức mà học thì cũng rất là đông chư tăng, bắt một đông chư tăng cũng khoảng mười mấy vị trong chùa, rất là vui. Mà thở đó sư trưởng muốn đào cái giếng, sư trưởng nghe nói là sư đâm đào giếng được nên sư trưởng sư trưởng kêu đào giếng. Mà con nhớ sư trưởng đưa cái sò bé bằng ngón chân cái vậy thôi, cái sò bé kêu đào giếng. Lúc bây giờ mấy sư ở trong chùa học cũng rất là đông, mấy sư nhìn mấy sư cũng tức cười lắm. Nếu bây giờ con biết đào giếng thành ra con cũng nhận lời, con đâu cần cái sò ben, con chỉ lấy cái xẻng thôi, rồi con lấy cái thùng con đào một cái giếng xong rồi con nói sư trưởng muốn đào nữa không, sư trưởng đào nữa, đào hai cái giếng xong rồi nói sư trưởng muốn đào nữa không, sư trưởng nói thôi đủ rồi. Từ đó cho đi thì học chung với chư tăng cũng có những công việc chùa thì cần làm nó thì cũng làm, và học ở với sư trưởng thì vẫn nói một điều mà con giờ sư trưởng mất thì con cũng nhớ, thấy sư đăng cũng nói chuyện lớn tiếng vậy chứ ổng không có gì hết. Thật sự con nói chuyện rất là lớn tiếng, mà huynh đệ ở mười mấy hai chục vị mà nằm ở trên một cái dãy đó mà vừa là ăn mà vừa là nằm, ngồi ăn thì có cái bàn để nằm thì dẹp cái bàn đó thì trải chiếu ra nằm. Thời gian chủ đức cũng thiếu thốn lắm, nhưng mà học ở đó mười mấy vị mà rất là vui. Rất là vui, đó là cái thở về học với sư trưởng. Rồi cho đến khi mà làm tăng thì là bất luận cái gì, nhưng mà sau này khi mà sư trưởng lớn tuổi rồi thì sư trưởng bình thường thì con cũng lớn tuổi rồi, thường cổng sư trưởng xuống dưới từ cái lầu một cổng sư trưởng xuống bệnh viện nhiều lần. Rồi sau này khi mà không con thấy con sức không yếu rồi, con cũng không dám cổng, cũng không dám ổng sư trưởng nữa. Con đem cái máy tời xuống thiết kế cái giống như một cái thang máy mini vậy đó, mỗi lần để sư trưởng vô để đẩy xuống, tời xuống rồi sư trưởng ra. Lúc con làm thì con mong rằng sư trưởng đi phơi nắng để cái da sư trưởng nó sẽ có cái ánh nắng, nó sẽ tốt hơn. Làm thì sư trưởng cũng được, cũng đi xuống một vài lần, sư trưởng cũng đi xuống một vài lần. Ở với sư trưởng thật sự đó thì sau này học trong kinh đó, người thấy rằng những mình ở vị nào mà mình càng ngày càng kiên cố, cái sự tu tập mình càng ngày càng kiên cố thì nên nhớ ơn người đó. Nên đối với sư trưởng thì con nhớ ơn sư trưởng và tất cả những cái việc gì mà sư trưởng muốn đó. Hồi xưa sư trưởng nói rằng tu, nhưng mà sao nói thêm một câu nữa là học tu và làm chùa. Sư trưởng nói học tu và làm chùa. Và có một điều mà con cũng làm cho sư trưởng vui, đó là cô Phước Duyên đó, mẹ của cô dân 7 mẫu đất tính làm cái thiền viện chánh giác. Con nghĩ rằng lúc mà còn sư trưởng thì con cũng muốn nhận cũng làm cho sư trưởng. Sư trưởng nói đây là cái thiền viện cuối cùng cuộc đời của sư trưởng. Thì lúc con cũng nhận, nhưng mà rồi cũng bị trục trặc nên chưa có nhận được như là cái ý nguyện của sư trưởng. Nhưng mà khi sư trưởng mất rồi đó, thì con cũng nghĩ rằng con cũng muốn tiến hành để làm cái thiền viện chánh giác để nhớ ơn sư trưởng. Ngày xưa thì con nghe nói rằng ngày tịnh sự ngày mất, ngày có chùa Pháp Độ, nhưng mà mất thì sau này con cũng lập cái chùa Pháp Độ. Thì trong cuộc đời tu thì gần sư trưởng, thấy sư trưởng có hạnh nuôi chư tăng, tạo lập chùa chiền. Và sư trưởng nói một câu mà con nhớ là đối với sư trưởng đó thì chùa chiền sư trưởng nhận rồi sư trưởng giao cho ai là sư trưởng giao dứt khoát, chứ sư trưởng giao rồi thì giao luôn vậy đó, trong tâm. Và sư trưởng cũng có dạy là mình làm phước mà mình dứt khoát vậy đó thì cái phước nó mới lớn.
con cũng nghĩ những điều sư trưởng dạy thì con nhớ. Trong vấn đề mà sư trưởng bệnh sau này đó thì thật sự đó con mới nghĩ, con nói sư trưởng là sư trưởng hy sinh cho Phật pháp, bây giờ thì chư tăng ai cũng thương sư trưởng hết, nhưng mà thật sự thời gian thì cái tuổi sư trưởng và cái bệnh tiểu đường của sư trưởng phát triển, mà chư tăng thì thật sự đó, sư trưởng rất là hoan hỷ vui mừng khi mà có chư tăng đến thăm sư trưởng. Sư trưởng ngồi dậy, mỗi lần con xuống sư trưởng nằm, sư trưởng nghe sư đăng xuống sư trưởng cũng kêu nhí ẩm sư trưởng, hoặc là con đưa cái đầu xuống sư trưởng đóng cái tay để kéo lên ngồi nói chuyện với sư trưởng. Sư trưởng cứ mỗi lần như vậy sư trưởng cứ muốn nói chuyện và nói những cái điều mà trong cuộc đời tu của sư trưởng. Thành ra con nghĩ rằng gặp được một vị thầy mà như vậy, con nghĩ rằng riêng về ngài Hộ Giác với Thượng Tọa Giác Đẳng thì con không biết sao, chứ còn đối với sư trưởng mà con gặp đó thì con cũng rất là hoan hỷ cho đến cuối cuộc đời của sư trưởng. Và cái việc tang lễ của sư trưởng thì hồi hôm nay con gặp ngài Giác Sơn, thì ngài nói cái đám tang của sư trưởng, vì sư trưởng có nhiều đệ tử và nhiều vị đệ tử đó là giỏi văn, nên cái đám tang được chu đáo, và huynh đệ thì xúm nha một việc thì nó chu toàn cái đám tang rất là hoan hỷ. Ngài Giác Sơn ngài nói như vậy. Thì con nghĩ rằng đối với sư trưởng, một cái vị mà phát nguyện thành chánh đẳng giác, trong cái cuộc đời sư trưởng thì con thấy rằng gần sư trưởng mà cái lòng tin con nó vững chắc. Con nói rằng ngày xưa mà con nhận cái chùa Từ Thiện đó, cái chùa đó thờ rất là nhiều Quan Âm, Thế Chí, Di Đà, Địa Tạng, Trần Ngân Đạo, Chúa Tiên Học gì, rồi Địa Mẫu gì tùm lum hết á. Và lúc đó con có lòng tin trong sạch lắm, lòng tin đối với tăng là A-la-hán không vậy đó. Nên tất cả những cái tượng đó con đều đọc một ngày. Còn cái tượng Di Đà thì nghĩa là khoảng chừng thước mấy vậy đó, thì ông chánh đại diện huyện Định Quán đó, ông nghe con đọc hết, nên ông mới kêu với điện thoại lên. Lúc đó ông điện thoại lên, ông xin đừng có đọc tượng Di Đà. Thì con có nói với ông là chiều 1-2 giờ lên chở, nếu không chở là con cũng đọc luôn. Và thật sự thì ngày xưa đó thì cái lòng tin của con như vậy. Sau này con đọc sư trưởng đó, sư trưởng mới nói rằng hồi mà ông đọc cái tượng, bao nhiêu cái tượng trong chùa, tôi sợ ông điên quá, sợ ông khùng. Và tôi dòm ông hoài, không thấy ông khùng. Nhưng mà thật sự là lúc đó cái lòng tin của con đó trong sạch nó mới chi tăng. Con nói rằng chùa này là chùa với chi tăng, nên con không có thờ gì ngoài này mà chỉ thờ. Con chỉ thờ những cái gì mà chi tăng thờ, còn ngoài chi tăng không thờ thì con cũng không có thờ những cái tượng đó. Nên con dẹp hết một lần. Thì riêng bản thân con sống với sư trưởng thì sư trưởng thương con, rồi con cũng rất là kính sư trưởng, vừa thương vừa kính. Thỉnh thoảng thì con có nói rằng con làm hiện giờ sư trưởng bệnh rồi, con còn mẹ với còn mấy đứa đệ tử với còn sư trưởng thôi, con thu hoạch được cái gì làm ba cúng dường cho sư trưởng, cúng dường cho mẹ là lo cho mấy sư nhỏ thôi. Sư trưởng có cũng có nói, cũng có khuyên con là làm ra thì bây giờ cũng nhờ ơn sư trưởng dạy để đi tiếp pháp giảng đạo, mà sư trưởng cũng hướng dẫn. Và sư trưởng có nói một câu mà con nhớ tới giờ là phục vụ cho chánh pháp là cái phước vô lượng. Phục vụ chánh pháp là không có phước gì bằng cái phước phục vụ chánh pháp. Từ cái lời dạy của sư trưởng đó, thì con đã đồng hành cùng với chư tăng suốt nhiều năm nay trên Phao Pháp, mười mấy năm rồi. Con cũng cảm thấy bây giờ thì con cũng hơi có tuổi, con nghĩ rằng lớn xíu nữa thì con sẽ cố gắng hành thiền. Cũng nhìn sư trưởng hy sinh cho Phật pháp thì con cũng cố gắng để nói theo cái ý nguyện của sư trưởng, làm được cái thiện sự công đức gì thì cố gắng làm vậy thôi. Và cũng nguyện nếu luân hồi còn gặp lại sư trưởng thì con cũng có nguyện những cái duyên lành nào con làm để có gặp được sư trưởng thì con cũng sẽ mong gặp được sư trưởng để tiếp tục ở trên cái đạo lộ mà giác ngộ dễ thôi. Đó là ý nguyện của con. Thì ở trong cái câu hỏi về phần cái đám tang thì con cũng đã xin thưa rồi. Bây giờ thì con xin trả lời cái câu thảo luận. Phải chăng cái câu pháp do duyên mà sanh thì cũng do duyên mà diệt,
thì quý vị biết rằng nói rằng đến duyên đó, thì ví dụ mình nói rằng có năm duyên, có năm nhân hay là năm quả. Ví dụ như năm nhân đó là ái, ủ, vô minh, phủ và hành. Đó là năm nhân. Ở trong cái thập nhị nhân duyên nó có năm cái mắt xích đó, mình chia ra là phiền não là ái, phủ và vô minh, nghiệp luân hồi là hữu và hành. Thì mình nói chung á, là những cái nhân này nó có, những cái nhân này sanh á, thì có những cái điều kiện. Những cái điều kiện đó là cũng không ngoài cái tâm của chúng ta và danh và sắc. Ví dụ chúng ta có những cái tâm thiện, thì chúng ta tạo những cái hành động thân thiện nghiệp, khẩu thiện nghiệp, ý thiện nghiệp đó. Nếu mà còn luân hồi thì đưa chúng ta sanh lên những cái cõi trời hưởng quả phước vui. Nhưng mà tất cả những quả phước vui đó đều là do cái tâm quả tục sinh cho mình sanh về thiên giới, do những cái hạnh nghiệp, những cái thiện nghiệp làm. Nhưng mà cái phước duyên đó rồi nó cũng phải hết, vì nó là pháp vũ vi. Cái quả lành nó sanh nó cũng có thiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp. Nhưng rồi tất cả nó cũng sẽ hết cái phước, nếu mình không tiếp tục làm phước nữa. Và tất cả những cái bất thiện như là tham, sân và tà kiến hay si đó, tạo ra cái tâm tục sinh để đi vào địa ngục ngã quỷ súc sanh. Nhưng mà rồi ngã quỷ, địa ngục súc sanh nó cũng có thời gian, cũng có hạn lượng. Rồi cái sự sanh và diệt của cái tâm quả nó làm việc tác, làm khổ kiếp và tử đó, nó cũng sẽ chấm dứt. Thì thường thường cái tâm nào làm việc tác tục đó, thì nó cũng duy trì cái kiếp sống đó, và nó cuối cùng chấm dứt kiếp sống đó. Nên chúng ta nói rằng những cái tâm mà quả nó làm việc tác tục khổ kiếp và tử đó, thì nó cũng có cái nhân sanh lên, rồi nó duy trì cái hạnh phúc và thời gian cuối cùng thì nó chấm dứt những cái hạnh phúc đó trong một cái kiếp sống đó. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng những cái pháp thiện á, nó sanh lên, những cái duyên á, những cái duyên lành nó sanh lên, nhưng mà rồi nó cũng sẽ hết. Những cái duyên bất thiện nó sanh lên rồi nó cũng sẽ hết. Nên á, Đức Phật ngày mới dạy là một cái người đệ tử của Đức Phật á, phải nỗ lực tu tập mà những cái thiện nghiệp này, dù là thiện nghiệp đó đưa đến cõi dục giới, thiện nghiệp đó đưa cõi sắc giới, thiện nghiệp đó đưa đến cõi vô sắc giới, nhưng mà cái thiện nghiệp siêu thế đó vẫn là thù thắng hơn. Cái thiện nghiệp mà đưa đến cái sự đạo chi đó, có nghĩa là cái kiến cái tư tưởng gì là cái thiết rằng luân hồi rồi những cái nhân duyên của cậu nó hết đó, như là ái thủ và vô minh nó hết đó, thì chúng ta cũng thành Phật chánh đẳng giác, hoặc là Phật độc giác, hoặc Phật tinh văn giác. Như vậy á, thì cái sự luân hồi đó cũng có nhân duyên, nhưng mà cái sự chấm dứt luân hồi cũng có nhân duyên. Nhân của tâm đạo, tâm quả sanh lên để thấy được niết bàn, nên cái nhân đó, cái nhân duyên để đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Nhưng mà những cái thiện nghiệp đó mà đưa đến cái nhân duyên lành đó, nó vẫn là thù thắng hơn. Vì thường thường đó, chúng ta làm thiện đó, là có vô tham, vô sân và trí tuệ, để thấy được sự luân hồi là đau khổ, thấy cái sự tái sanh trong các cảnh giới là hữu vi, sanh và diệt do nhân duyên. Chỉ có niết bàn là tịch diệt, dứt các nhân duyên để tái sanh, không còn những nhân duyên tái sanh. Vì cái mầm móng tái sanh như là ái thủ và vô minh không còn nữa, nên chắc chắn đó là cái cứu cánh giải thoát của các bậc thánh nhân như là vị chánh đẳng giác, độc giác hay tinh văn giác. Khi mà hiểu được cái nhân duyên như vậy đó, thì mình chia ra những cái nhân duyên để đưa đến sự tái sanh luân hồi, và những cái nhân duyên đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Và cái nhân duyên để đưa đến sự giải thoát luân hồi đó là các cái thiện nghiệp hay là các cái ác nghiệp. Cái gì mà mình có đó, mình nên quán thấy là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thì vô thường là các pháp hữu vi, dù là thiện á, cho nó sanh lên cõi trời bao nhiêu lâu, như là thiện phi phi tưởng xứ đó, cho ra tâm quả tục sinh về cõi phi phi tưởng xứ 84.000 kiếp trên đất, hoặc là vô sở hữu xứ 64.000 kiếp trên đất, hoặc là thức vô biên xứ 32.000 kiếp trên đất, hoặc là không vô biên xứ 16.000 kiếp trên đất. Nhưng mà rồi những cái kiểu lâu dài, nhưng mà nó là pháp hữu vi, vì tâm còn tục sinh thì có tâm hậu kiếp và tâm tử. Dù là cái kiếp sanh lên những cái cõi vô sắc lâu như vậy, nhưng mà rồi hết cái tuổi thọ
vẫn luân hồi xuống cõi nhân loại. Thì thường thường cái tâm thể đó thì nó cũng sanh cái tâm tam nhân để sanh lại làm người, chứ không có rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cái đặc biệt của thiền sắc hay thiền vô sắc là như vậy. Thì khi mình hiểu được như vậy đó thì mình thấy rằng cái nhân duyên ở trong cái sự lãnh hội đó, ví dụ mình thấy mình sanh làm người, dù là một người 100 năm có hạnh phúc đi, nhưng mà cái hạnh phúc này cũng nhỏ nhen hơn cái hạnh phúc của cõi tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương thì phần không bằng Đao Lợi, Đậu Xuất, Quá Lạc, Tha Hóa Tự Tại, Dạ Ma. Thì các cái cõi được Đức Phật này phân ra cái tâm tục sinh và sự duy trì cái cảnh giới tái sanh đó, mình gọi là hậu kiếp, duy trì cái kiếp sống đó, và cuối cùng cũng phải tử thôi, là chấm dứt cái kiếp sống đó. Như vậy một kiếp sống ở cõi nhân loại hay là một kiếp sống ở cõi phi thiên xứ đều là một kiếp sống. Và Đức Phật này tuyên bố ở trong cái bài kinh Tương Ưng đó, Tương Ưng Luân Hồi đó, Ngài nói rằng không thể nào mình có thể đếm hết người cha hay người mẹ. Dù mình lấy đất mình dò thành viên tròn tròn như là cái trứng gà, mình có nói mẹ, đây là mẹ, đây là mẹ của mẹ tôi, là cái cục đất thứ hai, và cứ mẹ của mẹ tôi như vậy cho hết đất này cũng không tìm được người mẹ đầu tiên. Hoặc là chúng ta lấy cây ở trên thế gian này, chúng ta chặt khúc khúc bằng lông tay, chúng ta nói đây là cha tôi, đây là cha của cha tôi, dù mình nói như vậy nhưng cũng không tìm được người cha đầu tiên. Như vậy là một kiếp sống, dù cõi người hay cõi trời, chỉ là một kiếp sống thôi, mà các cái số luân hồi đó thì nó vô tận, nó nhiều kinh khủng lắm. Mình cứ nghĩ rằng Đức Phật ngày phát nguyện công tâm chính A Tăng Lời, bảy A Tăng Kỳ, được Phật thọ ký 4 A Tăng Kỳ là 20 A Tăng Kỳ, một con số 20 với 140 số 0. Nhưng bây giờ Đức Phật đã thành Phật rồi, cho đến bây giờ mình luân hồi nhiều như vậy, mình chưa thành đạo quần, còn nói gì đến A-la-hán. Nghĩ đến đó thì mình thấy luân hồi bấp bênh. Giờ thì cố gắng tạo những thiện nghiệp, vì những cái thiện nghiệp là cái chỗ nương nhờ để tái sanh, mà thuận lợi để tiến bộ trong cái vấn đề tu hành. Thì cái đó là cái nhân duyên mà Đức Phật này dạy. Một cái người đệ tử Phật có cái nhân duyên, hiểu được cái nhân duyên, và chính tận dụng được cái nhân duyên trong mỗi kiếp sống. Một cái người khéo léo đó thì biết cái gì nên nắm và cái gì nên bỏ. Nếu mình sanh ra đời mình gặp được bạn đạo, thầy tổ mà mình tiến bộ được đó, đó là một cái sự nắm bắt quý báu. Còn ở đời những cái gì quan trái quán thù, những cái gì buồn phiền thương ghét đó, mình nên bỏ nó, vì mình nắm cái đó nó đem lại cái sự phiền phức thôi. Mình chỉ nắm tận dụng những nhân duyên lành nào để đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát. Một người tu có ý nghĩ và cái sự suy nghĩ chân chánh mà Đức Phật là Atthana đó, là cái chí nguyện để giác ngộ giải thoát, không từ bỏ chí nguyện đó và hành trì cho đến cái kết quả để chấm dứt cái sự luân hồi của nhân duyên, để tìm được cái sự vô sanh. Thì ở trong câu hỏi nhân duyên á, thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic này cho Thượng Tọa Nhất Đẳng để Thượng Tọa tiếp tục và điều học. Sa thú kính chừng Thượng Tọa Pháp Đăng. Từ xưa Thượng Tọa có cái máy và Thượng Tọa có nghe được không? Quý vị quan hỷ cho chúng tôi thử test được cái microphone của máy chút xíu nha. Để quý vị quan hỷ chờ. Không biết bây giờ quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không vậy? Và quý vị có vị nào nghe chúng tôi nói được không? Ôi chào bằng tốt, như vậy điều chỉnh được rồi. Mà Thượng Tọa từ xưa, Thượng Tọa có chiếc máy vào, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa từ xưa nghe được thì xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Dạ. Và Thượng Tọa, ở đây chúng ta thấy một điều đó là những cái vị mà đắc chứng, những cái tầng thiền không phải là dễ dàng. Dạ. Đắc chứng là phải nỗ lực nhiều, phải tu tập nhiều. Nhưng mà rồi ở mỗi một cái tầng thiền, mỗi một trạng thái như vậy mình phải buông bỏ đi, phải buông xả. Tại vì quán đó là pháp thành, đó là pháp tác thành giới duyên, và
và tạo nên bởi cái tư niệm và đều bị vô thường, biến ngoại chi phối. Thì câu hỏi mà mình đặt ra tại đây rất là, nếu mà những gì mình chứng đắc mà phải buông xả, thì tại sao mình phải nỗ lực chứng đắc? Xin Thượng Tọa Quan Nghị trở lại để trả lời câu này, kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Có những thứ ở trên đời này mình muốn đạt cái tốt đẹp hơn, biết không bỏ những cái mà mình đã thành tựu được ở trong một cái giai đoạn. Chúng tôi lấy ví dụ hồi chúng tôi xây cái chùa Vi Giác, xây chính trị chùa Vi Giác thôi. Người ta ráp cái giàn giáo để lên trên tới nóc, công phu lắm thưa quý vị, ráp rất là chặt chẽ. Bởi vì lên cao mà nếu cái dàn giáo mà nó lỏng lẻo thì rất là nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên muốn làm được, muốn lợp ngói được ở trên nóc, nóc nhỏ 3 tầng, rồi muốn cắm cái biểu tượng qua văn bạch xe pháp ở trên đó, đầu rồng ở trên đó, trên đỉnh đó, trên đỉnh nóc trên điện thì phải đến cái dàn giáo. Mà ráp cái dàn giáo như vậy thưa quý vị, đôi khi nó mất cả 3-4 ngày, 1 tuần lễ, bởi vì cái dàn giáo ráp từ ở dưới đất lên dựng dài dài lên vị 1 tầng rồi 2 tầng chồng chồng lên nhau. Thế mình mới suy nghĩ rằng là công ráp cái dàn giáo nó cực khổ, lên tới trên nóc chỉ gắn qua văn rồi ấy, gắn bánh xe pháp ở trên đó, sơn phết ở trên đó, rồi bắt đầu tháo dỡ lần lần, đi xuống cho đến khi mà dàn giáo được tháo ra hết thì nó mới lộ ra một cái chánh điện hoàn thiện. Thì quý vị, nếu mà mình không có cái tâm này như là một cái công trình kiến trúc, và những cái pháp thiền là những cái công phu tu tập để chế ngự 5 triền cái và đạt đến cái an chỉ định. Chính cái an chỉ định này đó giúp cho nội tâm được thuần tịnh, nhu nhuyến, dễ sử dụng,
thì phải công phu, phải hạ thủ công phu để mà chánh niệm và định. Mới đạt đến trạng thái tâm thuần thục vô duyên dễ sử dụng. Nhưng mà cái tâm định thuần thục vô duyên dễ sử dụng đó để làm gì? Tức là để mình hướng đến cái tuệ quán, thấy được bản chất thật của pháp vi là vô thường khổ đau vô ngã mà chứng quả la hán. Thì khi mà đã đạt được cái trạng thái tâm đó rồi, thì nếu mà không có quán cái sự vô thường biến hoại của cái pháp chứng đắc đó, mà tâm còn say mê, còn dính mắc, thì như vậy là sẽ phải tiếp tục luân hồi khổ. Cũng ví như những ông thợ mà ông tiết công ngày hôm qua hôm kia mình đã nhọc nhằn để mình dựng lên cái giàn giáo chung quanh cái công trình xây dựng, cực khổ quá, lên làm chút xíu vậy bây giờ được lệnh của kỹ sư xây dựng là đã hoàn tất thì phải tháo gỡ. Mà quý vị nghĩ nếu như không tháo gỡ thì làm sao được cái công trình này? Không tháo gỡ làm sao có được? Bây giờ không có thể tiếp công được. Cái giai đoạn nào cần phải dựng lên cái giàn giáo thì phải dựng lên, rất là công phu. Nhưng mà khi đã mà muốn cho nó đẹp đó, thì khi đã làm xong công việc thì đến cái giai đoạn mà phải tháo gỡ thôi, chứ đâu có tiếc cái gì. Không có tiếc cái gì hết. Cho nên ở đây cũng vậy, có những thứ đã chứng đắc cần phải buông xả mới có thể đạt đến cái sự thanh tịnh hoàn toàn. Chẳng hạn như những cái thiền chứng sắc giới, vô sắc giới, những cái thiền chứng đó, những cái tâm định đó, nếu mà không có tháo gỡ, không có buông xả đó, thì như vậy dính mắc rồi nó sẽ bị khựng lại ở đó, không có tiến lên nữa, không có tiến lên nữa. Đạt được nó là phải nói một cái công phu mới đạt được trạng thái định đó. Nhưng mà luôn luôn phải nhớ rằng cho dù mình có công phu mới đạt được, nhưng mà khi thiếu cái sự thấu triệt được bản chất của cái thiền chứng đó, bản chất pháp vô vi của thiền chứng đó, thì như vậy là trí tuệ nó không có bừng sáng để mà giác ngộ đạo quả niết bàn. Cho nên lúc nào cần nỗ lực để chứng đạt những cái pháp tạm thời thì cũng phải làm, cũng như lúc nào cần phải nỗ lực cố gắng để dựng lên những cái giàn giáo lên cao tới nóc thì phải làm. Mà làm xong rồi phải tháo gỡ, chứ đừng có cãi ông thợ, nghe con kỹ sư
Mấy ông thợ nghe kỹ sư nói là bây giờ dựng dàn giáo lên, chất chồng chồng lên vậy, mấy cây chéo qua chéo lại vậy để cho anh chắc. Nghe nói như thế đó, mấy ông thải nói trước sau gì cũng phải gỡ xuống, thôi giờ dựng lên chi nó không. Nếu mà cãi lời mà nói cái kiểu đó thì cho đến 10 năm sau công trình cũng chưa làm được nữa. Bởi vì không có dàn giáo làm sao mà leo cao tới nóc để mà làm, tự nóc làm xuống. Với cái ví dụ này chúng ta phải hiểu như là cái sự tu tập này, như là tu tập này. Cho nên chúng ta phải nỗ lực để đạt đến những gì cần phải chứng đắc, mặc dù sau đó phải biết buông xả để đạt đến cái sự giải thoát. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Đảng Nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thú kính thưa Thượng Tọa Thầy Siêu. Bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, nhân Thượng Tọa đang có mặt ở trước máy, muốn hỏi Thượng Tọa Thầy Siêu là mình là người phàm nhân á, theo Phật pháp thì mình nên nghĩ đến cái gì vô thường cần phải buông xả, hay là chúng ta nên nghĩ đến cái gì thường hằng để mà đạt đến? Tại vì đa số đều nghĩ là mình phải nghĩ đến cái gì thường hằng đó, nhưng mà có vẻ như trong kinh á thì thường nhắc chúng ta là nên buông xả những gì vô thường, có phải không? Ở xin thỉnh Thượng Tọa Hoa Kỳ trở lại cho biết một bài cảm nhận thừa về điểm này. Kính thưa quý vị, nghĩ đến cái thường hằng để mong đạt đến đó, cái đó là một ảo tưởng, tại vì này không phải là chân lý. Từ xưa đến bây giờ không từng xảy ra một cái sự kiện pháp hữu vi là thường còn. Tăng chiêu kinh Đức Phật đã dạy như vậy. Cái này nó Athana, tức là phi lý. Còn trường hợp tất cả pháp vi là vô thường, biến hoại, nhờ thấy biết như thật như chân như vậy mới chứng đắc được quả vị giải thoát. Cái đó là một cái chân lý. Cho nên một đằng á, thì suy nghĩ mình vẽ vời, mình ảo tưởng về cái thường còn để mình mong đạt đến, cũng giống như là một người mà ăn nghèo quá không có gì ăn, ngồi đó nhìn cái tổ canh lỏng bỗng nước và một chén nước tương, rồi cái họ tưởng tượng ra cao lương mỹ vị, bào ngư vi cá để họ ăn nuốt cho nó trôi cơm, thì nó sống trong cái ảo giác. Còn trên thực tế thì hễ có cái gì thì ăn cái đó, thưởng thức cái đó, thì cái đó nó mới đúng. Cho nên ở đây chứ, chúng ta nên nghĩ tới những cái gì bị vô thường chi phối để tâm xả ly. Cái đó là một cái sự thật, và cái đó mới giúp cho chúng ta đạt tới cái mục đích cứu cánh thoát khổ. Còn mình đi tìm cái thường hằng để mà theo đuổi, cái đó là chạy theo cái ảo ảnh
cuối cùng thì chỉ mệt nhoài chứ không được gì, bị cái giả mà, cái ảo ảnh giống như là một người đi ở trên sa mạc khát quá mà nhìn ở xa xa thấy thiểm lâu thì xuất hiện ở phía trước, tưởng chừng như ở phía trước là sẽ có nước đuổi theo mãi, đi mãi đi mãi đi mãi riết một hồi là chết, quỳ ngã quỵ xuống bệnh, không bao giờ có nước trên sa mạc được, không bao giờ có nước trên sa mạc được. Cho nên đừng có thấy cái bóng loáng thiểm lâu ở phía trước mà chạy theo. Cũng như trên đời này không có cái gì là thường hằng, mình đi tìm cái thường hằng để mà đeo đuổi thì không có. Giống như là các cái vị vua, vua Tần Thủy Hoàng chẳng hạn, nghe người ta nói có một cái loại thuốc trường sanh bất tử, sống mãi cũng chết, nên cũng đeo đuổi cho đến bây giờ có tìm thấy đâu. Khi mà dân mà bị đem lưu đày đi ở đảo này đảo kia đó để mà tìm cái loại thuốc trường sinh bất tử, tìm chưa có thì ở đợt này vua Tần Thủy Hoàng cũng băng hà mất rồi. Cho nên người Phật tử chúng ta tu tập thì chúng ta phải khéo léo, đừng có nghĩ rằng tối ngày chúng ta cứ suy nghĩ đến cái vô thường thì có vẻ hơi là tiêu cực quá. Không phải, cái đó là cái sự thật, chúng ta phải nhìn cái sự thật đó, nó sẽ có lợi ích hơn là chúng ta đi tìm cái mà chúng ta nghĩ rằng thấy là lạc quan tích cực, nhưng mà cái đó là cái giả, cái đó là cái giả, không được. Chẳng thà thực tế trước mắt chúng ta là dĩa rau luộc một củ khoai, chúng ta chấp nhận cái dĩa rau luộc đó và củ khoai đó, chúng ta cứ ăn để mà no bụng, cái đó nó tốt hơn là chúng ta cứ ngồi đó chúng ta tưởng tượng sơn hào hải vị mà ngư vi cá ở trên mâm đầy nhóc. Mình cứ tưởng tượng vậy rồi mình ăn, rốt cuộc ăn cơm không. Cho nên chúng ta phải thực tế chút xíu, mà không có phải là một chút xíu nữa, chúng ta thực tế là quá thực tế, mà đạo Phật là quá thực, là phải thực tế. Chứ không thể nào mà ngồi đó mà suy diễn diễn dông được. Đức Phật là không có chấp nhận cho đệ tử ngài ngồi suy diễn cái điều gì diễn dông, nó phải có. Đức Phật là thường thí dụ giống như anh chàng kia, anh ngồi than thở, người ta hỏi anh sao than thở, nói tôi yêu một gái cho nên tôi đau khổ, hỏi người đó mặt mũi như thế nào, cao thấp như thế nào, và bóng như thế nào, anh có từng gặp? Thì người ta nói tôi không biết, tôi không gặp, không biết không gặp mà yêu để khổ làm cái gì. Cái đó là người bệnh thần kinh đó thưa quý vị, người bệnh thần kinh. Nó yêu cái cô đó quá, mở cô đó ra sao nó không biết. Không biết cô đó bập hay ốm, cao thấp, trắng hay đen không biết, nhà ở đâu cũng không biết. Hỏi có gặp chưa, tôi chưa gặp, chỉ ngồi tưởng tượng ra thôi. Khổ. Đức Phật này cũng cho cái thí dụ đó để thấy rằng là trên đời này chúng sanh đó, cứ sống bằng cái ảo giác, chạy đeo đuổi cái không thật có, để mà khổ lụy với cái tưởng tượng không thật có đó. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải sáng suốt thông minh hơn, là ở đời vô thường và chúng sanh cố gắng tránh né cái bi kịch cái vô thường, khổ vô ngã, né đi để mà sống vui. Nhưng mà né hoài, né không ngó bên đây, nhìn qua đi cũng thấy vô thường, mình nhìn lại chỗ này cũng thấy là vô thường, ở đâu cũng vô thường. Cho nên người đó khổ hoài,
Còn người Phật tử chúng ta thấy đời vô thường thì nhìn thẳng thực tế thấy nó là vô thường vậy, cho nên là ngon khổ. Quý vị biết là trong cái cuộc sống này đó, có những lúc đó, thí dụ như vừa rồi trong khoảng thời gian qua ở trong giáo hội có nhiều vị ra đi, trẻ tuổi ra đi cũng có, người già ra đi cũng có, như sư trưởng là già, như sư tự lực là trẻ, như sư thiện minh là trung niên. Rồi bây giờ nhìn tới thì luôn sao thấy mấy vị đi ngộ đạo cũng đi, mấy vị gần gần mình quen biết á. Nếu mà mình không nhìn thẳng một cái là ồ, pháp vi là vô thường mà, ngũ quẩn phải là như vậy, phải sanh phải diệt như vậy, tự nhiên cái tâm mình ấy, nó vững. Còn khi mà không có quán thấy cái sự vô thường đó, gặp cảnh nó bắt đầu lo lắng, bắt đầu cảm thấy hốt hoảng, cảm thấy hụt hẫng. Mỗi lần mà nghe tin tại sao mới vài tháng hoặc là mới dắt năm là đã có một vị khác đi, rồi nghĩ rồi đây trong tăng chúng sẽ ra sao, khi mà thêm thì không có thêm mà bớt thì bớt, nhiều thì như vậy nó sẽ thưa vắng. Chúng ta chớ nghĩ chi mất công mấy chuyện đó, cứ nghĩ pháp vi là vô thường, thân này rồi cũng phải bỏ thôi. Còn bạn còn mấy cái chuyện mà sanh ly tử biệt với cái người mà chúng ta quen, chúng ta biết, chúng ta thân đó, cái chuyện đó là chuyện thường tình. Nghĩ vậy cho nên chúng ta bình tâm, không có gì âu lo, không có gì sợ hãi hốt hoảng hết. Cái đó là thực tế thưa quý vị. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi cuối cùng của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Bây giờ xin tính Thượng Tọa trở lại đúng khớp đại học. Sa thủ kính trình Thượng Tọa Tổ Sư. Bạch Chí Tôn Đức và Thượng Quý Được Hữu, câu trả lời của Thượng Tọa Tổ Sư đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của chúng tôi. Phật Pháp Bồ Tát Tâm Mã, kính trình chư vị giảng sư đã vào đồng để thuyết giảng. Để quý ngày thân chào tạm biệt quý Phật tử. Xin chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông đông. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dìu dắt chúng con bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nhật Bình kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu, kính cảm ơn đạo tràng. Yang kincik pusala kamang kapa pagiri yang memangkaye nawaja manasa didase sukatang katang yesa kata sanyino artiye jasata sanyino katang bunya kalang mayang sapi pak.
คิปะวันตุเตยตังกะตังสุริตังเกนังปุญญาปลังมายาเยจตาธนจานันติเดวากันตวาหิเวกยุมสัพเพโลกัมมิเยสัพพะชีวันตาธารเนตุกะมะโนยังโคจนังสัพเพสัพพันตุมังคิปะวันCon xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh gọi nhân mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa.